Hello, chào các bạn nha. Hôm nay hành trình anh em mình đi đám giỗ ở Ba Tri nha. Đầu tiên anh em mình đi xe gắn máy vô đây mình gửi ở bãi xe trong siêu thị. Bắt đầu mình ra đây có xe 16 chỗ cùng đi chung với lại tất cả mấy anh em nha. Này là cốp mắt tăng ngang nha các bạn. Là Vincom Tân An các bạn, đó là trung tâm thương mại đó, ở trong đó có siêu thị. Bên đây thì dãy chung cư này cũng của Vincom luôn, nhà liền phố. Đây là cấp mắt Tân An nha. Xe 16 limousine này anh em mình đi Bến Tre nha mọi người. Đẹp xấu. Dạ. Đứng ở đâu mà trước này quay nè. Thôi, anh ngồi sao cũng được. Ủa, nói đông lắm mà. Bao bình là nước. Bà chốt đâu mày không để.
Thôi đừng có quay con má ơi, trời ơi, có hai. Đủ rồi đế. Rồi đó đi. Thôi mày lấy điện thoại mày quay đi, mày dựng lên. Thấy bà mày tên mẹ. Ôi quay gì đi, gì hẳn dựng lên cho. Tôi nói bóng ám bà sát vượt suốt đời. Rồi đừng giỡn. Thôi, mày chưa giỡn. Ôi coi kìa, coi đàn ông bận áo kìa không. Ôi, ông đầu chứ sao. Ôi ôi. Đi. Đỏ nữa. Ôi ôi, bầu rượu kìa. Lồi lồn. Sao vậy quá? Sao uống nữa, thảm thiếu đó. Mấy con nghe lên cái xe Tân Phước cũng chạy. Không phải sợ dương con rượu. Vậy đứng mặt gần quá vậy à, dạ đến đây chúng tôi đã đón tiếp được nghệ sĩ ưu tú Hồng Nga, nghệ sĩ diễn viên điện ảnh Hồng Công Lê Mỹ Nhàn, rồi anh Đế anh Thần Đế. Dạ con trai anh Đế ơi, dạ con trai anh Đế ơi, nhìn thấy mặt anh Đế ơi, Thần Đế qua giới hạn coi. Quay thằng đế mấy đứa ôm mình rụng. Rồi anh em mình đi xuống ăn hủ tiếu nha. Tại nào? Ủa đâu vậy? Ăn đâu? Quán nào? Bên đường bản á. Có cá không à? Dạ, nó ca sĩ hát, có gì cho anh ấy. Tắt máy là mấy bữa tôi bỏ nhà.
bị xúc. À, xin mời tất cả các anh chị nghệ sĩ luôn nha, chuẩn bị thay đồ thay đạt rồi làm mặt make up luôn đi nha, tới giờ diễn rồi nha. Make up là nửa tiếng đồng hồ thôi là bắt đầu diễn nha. Okay. Ai chậm okay, cắt show. Yeah. Okay. Okay. Ok. Ok. Ok chị Minh Châu. Chào quý vị. Tỏ mặt đó là oh yeah, đau em. Chà cái dĩa bánh xèo xong rồi làm cái ổ bánh mì luôn. Bà Tài xài với Út, Út nút bà lụ đủ bà Tài. Oh yeah. Hôm qua cậu bánh đi quẹo phải vô nè, đường vô chùa á. Nhớ hổng nhớ đâu có đường này toàn đâu anh Thảo, tại mới xe nhỏ được. Cậu đi vô đậu đi rồi ve nó vô cạnh cái tường á Khoa. Trời ơi ruột cho cái đã mới ơi. Xe mình đi đái đường. Em muốn đi bắt xôi. Bước chung làm cảnh đi vô đầy đủ hết mấy anh em luôn rồi. Để đây. Rồi đủ. Để đây. 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 Ngay chỗ tàu lá. Không, chính hà luôn quá trời luôn rồi. Đè lên để nó căng, căng sức giá mình luôn á.
vậy hả? Cái này là mực mực tua. Nó ăn được không? Được, ngon lắm. Ăn thử cái đó đó. Ôi, ngon không? Quá ngon. Ok, bụng không phải lắm. Tại bột đi bánh xe chơi bằng bả một cầu mà. Tốt. Nha bụng. Nha bụng. Cạnh đó. Phụ câu của con gì anh Bảy? Phụ câu gì? Con gì? À, tính là phụ câu của bà Tài. Ở đây cũng có chim. Đây cũng chim. Đó rồi. Mẹ bà Tài là hai miếng. Hello mọi người, hôm nay nó đang diễn mà chưa có diễn mà ăn ba bà rồi đó. Hôm nay đi không có sức diễn. Toàn bàn làm tiêu. Ăn hồi sao hát đổi? Trời nổi hồi nổi chú à. Quá trời ơi Phước, ăn ớt gì dữ vậy Phước? Ớt nè. Ngon. Quá trời, nổi môi luôn nè. Trời ơi, cái mỏ kìa, cái mỏ đôi kéo. Quá trời, kéo lên chùi. Đây là mực từ dưới biển ra.
mình về nha các bạn. Mới giờ tới party đi đám giỗ cũng hồi từ 11 giờ tới giờ rồi, giờ này gần 3 giờ rồi. Nhậu cho đã, ra đây tốn nha vậy tại. Không gồng về Bến Tre ăn cánh ít rất là ngon. Ôi bánh này sao màu màu đẹp quá vậy? Màu này màu gì đẹp? Nếp than hả? Nếp nếp cẩm á, lá cẩm. Rồi trong mình nhân dừa. Mít ăn rất là ngon. Đâu, cắn miếng à. Không anh cắn, anh cắn. Trời ơi, đó, đúng rồi, dễ thương quá. Trời ơi, nhìn mặt. Thôi. Quá, nhìn mặt giống BD quá. Ngon. Để đưa anh bịch chứ anh đang còn xe trống rồi, hai anh bịch với anh bắt con bịch cho nước hồng về nữa. Có anh Quốc nữa hả? Còn... anh ở đâu đâu mà nướng. Cho cái gì mà ăn tiền thôi, đừng có mà cho miếng nước. Cho lửa nướng không? Cho gì ăn sống đi, đừng cho nước. Ông cầm nồi 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 cái ổ ham ăn nè. Tội nghiệp nghe Nghĩa, anh Nghĩa là Nghĩa, anh Quốc là Nghĩa. Trời ơi. Trời ơi. Ê, dạ. Cầm bỏ xe giùm. Trời ơi. Để xe qua đảnh luôn đi. À, năm. Xe qua đem xe bảnh, bỏ bảnh luôn đi. Trời ơi. Ăn cái bánh gì đó chết luôn. Lại mày. Chúc mừng chúc. Mày sỉ nhục tao vậy? Ăn còn gì nữa? Trời ơi, lại đi ha. Hả? Hello baby. Oh, hello baby. Xuống tới đây tắt là kiểu hố. Thôi dục thú đi. Anh em mình cần hương bước hương. Ơi, ẩm lên, ẩm lên, ẩm lên. Không, em có dạ vậy nè. Rồi, anh em mình hung cái luôn đi. Để nó lên xe luôn. Có dạ nhà nè. Thôi kệ, giờ dẹp vợ qua bên đi. Giờ mình không có tính vợ. Giờ mình chơi chuyện BD. Đúng rồi, bây giờ mình chơi chuyện BD. Trời ơi, bà ỉa chạy 7 ngày 8 đêm 12 tiếng hồ. Kệ, ỉa cũng được đó bà. Trời ơi. Ỉa chạy đó. Trời ơi, sao ống vậy? Hai ca xỉu. Ha, chị tới đâu rồi nói ta sẽ nha. Vậy giờ Bến Tre mau giờ bỏ đâu được. Trời ơi. Hai ha. Happy birthday to you. Gì ghê vậy? Ủa? Cái bài gì đang có lộ vui vậy ta? Của ai nè? Quên là của ai nè?